Hôm nay chúng ta sẽ khảo sát một thiết bị, đó là dao đồng ký điện tử. Vậy dao đồng ký điện tử là gì? Dao đồng ký điện tử hay còn gọi là electronic oscilloscope là một dụng cụ hiển thị dạng sóng mà chủ yếu được sử dụng để hiển thị dạng của tín hiệu điện thay đổi theo thời gian. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở nút nguồn power, thì chúng ta thấy một cái màn hình đã hiển thị một thanh nằm ngang. Đầu tiên để đo tín hiệu thì chúng ta sẽ kết nối các cái dây đo vào các cái ngõ vào input 1 và input 2 của máy dao đồng ký. Như chúng ta quan sát trên màn hình thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái switch. Khi chúng ta gạt switch qua mode AC thì chúng ta sẽ đo hiển thị cái thành phần AC của tín hiệu. Tương tự như vậy, hiển thị thành phần DC của tín hiệu và GND nối tín hiệu với điểm 0, dùng để xác định vị trí đường quét chuẩn 0V khi chúng ta đo DC. Tiếp theo là nấm time trên dip, dùng để chọn giá trị thời gian ứng với khoảng chia hiển thị trên trục ngang. Ví dụ time trên dip chúng ta điều chỉnh bằng 0,5 mili giây thì tương ứng một ô hiển thị trên dao đồng ký là 0,5 mili giây. Tiếp theo là nấm volt trên dip, dùng để chọn giá trị hiệu điện thế hay là biên độ định đỉnh của tín hiệu ứng với khoảng chia trên trục đứng. Ví dụ khi chúng ta vặn nấm volt trên dip bằng 2V thì độ cao 1 ô tương ứng với điện áp 2V định đỉnh của tín hiệu. Đây là cái switch vertical mode. Khi chúng ta gạt switch đến kênh CH1 thì dao đồng ký sẽ hiển thị kênh số 1. Khi chúng ta gạt qua kênh số 2 thì chỉ hiển thị kênh số 2. Và khi chúng ta muốn hiển thị hai kênh thì chúng ta gạt switch tới cái ALT. Khi chúng ta gạt switch đến SADD thì cộng hai tín hiệu dạng sóng kênh 1 và kênh 2 lại với nhau về biên độ để cho ra dạng tín hiệu sóng tổng. Đây là trigger level, cho phép hiển thị một ô chia tín hiệu đồng bộ với điểm bắt đầu của dàn sóng, dùng để chỉnh sai hoặc là hình bị trôi ngang. Tiếp theo là suột, dùng để chọn nguồn tín hiệu kích khởi, nếu chọn sai thì hình sẽ bị trôi, có các switch tương ứng. Ngoài ra còn có các nấm intensity, dùng để điều chỉnh cường độ sáng của tia sáng hiển thị trên màn hình, hoặc là nút focus, dùng để điều chỉnh độ hồi tụ của tia sáng cho hiển thị sắc nét. Sợi dây này là que đo sử dụng để truyền tải tín hiệu từ bên ngoài, từ cái nguồn bên ngoài đến cái dao đồng ký. Thì cái sợi dây đi đo này á, có hai đầu, đầu này là đầu dương, đầu này là đầu nối mát. Và sau đây chúng ta thực hiện đo tín hiệu. Đầu tiên chúng ta sẽ kết nối tín hiệu từ máy phát sóng đến dao đồng ký thông qua dây đo. Vậy thì đây là cái máy phát sóng, có thể phát sóng sin, sóng vuông. Chúng ta sẽ điều chỉnh tần số và biên độ tương ứng. Ở đây để đơn giản, tôi sẽ điều chỉnh cái máy phát sóng sin với tần số là 1 kHz và biên độ là 1,5V định đỉnh. Để hiển thị dạng sóng trên dao đồng ký thì đầu tiên chúng ta sẽ vặn cái nút time trên dip về 1 mili giây, có nghĩa là một ô theo chiều ngang trên dao đồng ký tương ứng với 1 mili giây. Dạng sóng trên dao đồng ký, khoảng cách giữa hai đỉnh là chu kỳ của tín hiệu, thì chúng ta thấy khoảng cách giữa hai đỉnh là một ô, đó là 1 mili giây, tương ứng với 1 kHz. Tiếp theo chúng ta sẽ vặn đấm volt trên dip về một, có nghĩa là một ô hiển thị trên dao đồng ký theo chiều đứng tương ứng với 1V định đỉnh. Ở đây chúng ta thấy dạng sóng sin có chiều cao là 1,5 ô, vậy thì tín hiệu của chúng ta hiện ra ở đây là 1,5V định đỉnh. Và chúng ta kết thúc bài đo ở đây.